Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đáng cũng có ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Đây cũng là dịp tiêu thụ sô cô la lớn trong năm. Hiện giá ca cao toàn cầu đạt mức cao kỷ lục mới vào ngày 8 tháng 2 khi các thương nhân tranh giành nguồn cung và tình trạng thiếu hụt này được dự đoán sẽ còn tiếp tục tăng. Công ty bánh kẹo nổi tiếng Hershey của Mỹ dự báo tình trạng giá cả tăng đột biến sẽ lan đến các kệ bán lẻ. Khối lượng sản phẩm của Cadbury Mondelez cũng giảm trong quý trước. Các nhà xuất khẩu và quầy bán cà phê ở nước sản xuất cacao số 2 thế giới là Ghana cho biết sản lượng của vụ mùa 2023-2024 dự kiến đạt 475.000 đến 500.000 tấn so với 655.000 tấn của năm ngoái. Một nguồn tin trong ngành nói về hãng tin Reuters rằng các thương nhân lo ngại tình trạng thiếu hụt sẽ kéo dài sang năm tới với khối lượng thiếu hụt từ vụ mùa này phải được lấp đầy từ vụ tới.